xin chào tất cả các cô, chú, anh chị yêu Lan trên toàn quốc. Em xin được giới thiệu em Giang ở thành phố Lào Cai. Số điện thoại liên hệ mua hàng và kết nối Zalo của em là 0978000833 mọi người nhé. Hôm nay thì em đang có mặt tại cái vườn Trần Mộng nhé mọi người nhé. Thì tại là đây là những cái hàng chậu này, hàng chậu nhé mọi người nhé. Tầm này thì thời tiết đã lạnh rồi. Và bây giờ đang là gần tháng 12 âm lịch rồi, tầm này thì nhà em có thể an tâm để xuất hàng chậu rồi mọi người nhá. Cành nó đã đang nụ đã to rồi và thậm chí là có những cái bông nó đang nở rồi. Đây là tầm này là xuất hàng chậu rất là ok rồi nhá. Đây, hôm nay em sẽ quay cái video này cho mọi người để cho mọi người biết cái giá hàng chậu của nhà em nhá, để mọi người mua những cái chậu này về chơi Tết này. Đó, tầm này là cho ok rồi nhá. Lá rất là đẹp và nụ hoa rất là to rồi. Đó, trước tiên vào những cái chậu ít tiền trước nhất đó mọi người nhá. Những cái chậu ít tiền nhất này. Đó, như cái chậu này nhá. Đây này, lá rất là đẹp luôn này. Ngồng hoa luôn cho mọi người nhá. Riêng cái hàng chậu thì cái nụ hoa này nó sẽ không bị nói chung là không bị mất một cái nụ nào. Và nụ nó sẽ còn nguyên nhá, rất là đẹp này. Những cái chậu như này, cái chậu này tầm bao nhiêu đấy? Khá nhiều, chắc tầm khoảng chục ngồng. Ngồng khoảng trên chục ngồng nhá. Những cái chậu như này là chậu dừng chị. Những cái chậu em đang đứng cạnh đây nhá. Tầm khoảng 10 ngồng trở lên em bán với giá là 1,5 triệu nhá mọi người nhá. 1,5 triệu này, đây là lên một vài chậu mẫu thôi mọi người nhá, em lên một vài chậu mẫu thôi đó. 1,5 triệu này. Đấy, rất là nhiều ngồng hoa này. Ui trong này nhiều chưa, bên này nhiều này chị này, đẹp nhá, rất là đẹp nhá. Từ cái củ nhá, từ cái củ này, cái thân lá này cho đến ngồng hoa nhá, đều rất là đẹp luôn này. Cái dòng này thì nói chung là em đây là những cái chậu mẫu em lên thôi. Mọi người muốn lấy hoa xanh hay hoa vàng thì mọi người cứ bảo em nhé, đến lựa nhé. Đẹp chưa? Nhiều ngồng dã man luôn đấy mọi người nhá. Cái chậu này bị trên chục ngồng đấy. 1,5 triệu nhá. Và em bán hàng hàng chậu này thì em sẽ không bao ship như hàng cân cho mọi người nhá. Hàng cân thì em sẽ bán hàng bao ship, mà hàng chậu không bán hàng, em sẽ không bán bao ship đâu. Các bác mua hàng thì nếu tin tưởng em thì có thể chuyển khoản 100%, hoặc là nếu mà không thì mọi người cọc cho em trước một chút, em sẽ gửi xe nhà xe thu hộ khoản còn lại nhá. Đó. Còn như cái chậu này này, như cái chậu này này, đâu đang nở đây. Đẹp chưa? Đây là màu xanh này, màu xanh lai này. Đấy, bông này, bông rất là đẹp nhá. Đây, đẹp chưa? Nhìn nó xinh nhở. Bông to nhá, có mùi thơm nhẹ nhá mọi người nhá. Cái này nói chung là mình mua về thì mình cứ để trong bóng râm nhiều nó tốt hơn, bởi vì mưa lạnh mà. Như cái chậu này rất là nhiều cành này, chậu này chắc phải tầm trên dưới 20 ngồng. Đấy, chậu như chậu này là em bán với giá là 2 triệu mọi người nhá, 2 triệu cho cái chậu này. Trên dưới 20 này, mọi người không ngồng này. Ôi, đẹp dã man luôn này. Đấy, như cái chậu này là chậu tầm 2 triệu mọi người nhá. Nói chung là em cũng phải bán theo số cành các mọi người, càng nhiều cành thì giá nó càng cao mọi người nhá. Những cái chậu này em áng tầm từ khoảng 15-20 ngồng nhá. Tại vì nó còn phụ thuộc vào cái củ này, vào cái màu hoa ấy, mọi người ạ. Đó. Nó cái mặt bông càng đẹp thì giá chị nó càng cao mọi người nhá. Nhưng cái chậu này là em sẽ lấy mẫu cho mọi người là với giá tầm đấy, tầm 2 triệu nhá, hơn 2 triệu, cũng phải tùy, nếu mà ngồng nhiều ngồng hoa một chút thì giá sẽ cao hơn nhá. Đó, còn như cái chậu này là rất là nhiều ngồng hoa này. Số ngồng hoa, số cành của nó sẽ rơi vào tầm từ 25 nhá, từ 25 ngồng đổ lại mọi người nhá. Từ 25 ngồng đổ lại đây, cái chậu này này. Giá sẽ rơi vào tầm từ 2 triệu rưỡi nhá, 2 triệu rưỡi hoặc trên 2 triệu rưỡi một chút. 2 triệu rưỡi cũng hơn 2 triệu rưỡi một chút này. Tại vì còn tùy số ngồng hoa thì cái này về nhá mọi người, mua cái thép ấy, mua cái dây thép ấy mọi người cắm từ đây này đến cái đầu ngọn này, mọi người chỉnh cái dáng của nó là rất là xinh luôn này. Chỉnh nghe này. Như cái thép này kiểu thép cắm hồ điểm mọi người. Đấy. Cái đấy về mọi người cắm theo cái cành hoa này này. Mọi người uốn nhá. Rất là đẹp luôn mọi người nhá. Đó. Như cái chồng này là dưới 25 cành, dưới 25 cành thì giá nó sẽ rơi vào 2,5 triệu nhá mọi người nhá. Còn đây là những cái chậu xế hoa này. Nói chung là cái đầu này nó bị đuôi một hai nụ thì cũng không tránh được đâu. Nhưng mà số cành, nhưng mà bông nó rất là nhiều. Một cái suối hoa này của nó này, đến một cái cành hoa này của nó đã rơi vào tầm khoảng vài chục bông rồi nhá. Tấm này là trên 10 bông một cành. Thậm chí những cái cành mà nó dài như này này, nó dài trên mét này, nó phải dài tầm, nó thậm chí nó phải tầm đến 20 nhá, khoảng hơn 20 bông trên một cành này. Đó. Đếm luôn nhá các xem. Đây đếm luôn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 33, 38, 39, thôi không đếm đâu. Thôi em
bảo là những cái ngồng nó dài nhá, còn những cái cồng mà nó ngắn hơn chút này, nhưng mà nó cũng phải tầm cái nó phải tầm trên 15 bông trên một cành, nên là số lượng bông rất là nhiều, rất là sai hoa nhá. Và những cái chậu nhiều bông hơn như này, những bác nào mà muốn chơi những cái chậu càng nhiều bông nhá, càng nhiều bông thì giá nó sẽ càng cao, giá sẽ càng cao. Những cái chậu này rất là nhiều bông này, nói chung là em cũng không đếm nguồn, cũng không đếm hết rồi đấy. Sắp xỉ tầm 30 bông đổ lại nhá, giá nó sẽ dao động từ tầm khoảng 3 triệu đổ lên nhá, 3 triệu lên tùy từng chậu. Nói chung là những cái chậu mà lá nó xấu hoặc thân nó xấu một chút thì giá sẽ rẻ hơn, còn những cái chậu mà lá đẹp và bông đẹp thì giá nó sẽ cao hơn mọi người nhá. Đó, đấy là em nói trước những chậu phiên phiến với giá rẻ, đấy là những cái chậu giá rẻ nhất rồi ạ. Còn những cái chậu khổng lồ nhá, những chậu khổng lồ mà hoa đẹp ấy, hoa nó xanh thuần luôn ấy, hoa là vàng thuần ấy, giá những chậu nó sẽ cao hơn nhá. Giá tiền chục triệu hoặc là trên 5 triệu này, 6, 7, 8, 9 triệu, 9, 10 triệu, hoặc trên chục triệu đều có nhá. Đây, những chậu cực khủng này, những chậu cực khủng này. Hoặc thậm chí là những cái chậu mà các bác muốn mua cái loại mà tầm 100 đồng cũng được nhá, thì em sẽ cho ghép. Đó. Rất là đẹp cái này. Đó. Những cái chậu này không có giá dưới chục triệu đâu nhá. Đó, rất là đẹp này. Đây, cho mọi người ngắm sơ qua cái sản phẩm nhá. Bông đang nở đây, xinh cực kỳ luôn nhá. Có mùi thơm nhẹ nhé mọi người nhá, có mùi thơm nhẹ này, xinh chưa này. Đó, rất là mướt luôn, toàn nụ này. Cái này nhiều ngầu dã man luôn đấy. Đó, nói chung là em chỉ lên mẫu được những cái chậu phiên phiến thôi nhá. Còn đây là những cái chậu đấy này, những cái chậu này chậu VIP ạ, nụ hoa nó siêu khổng lồ luôn. Nói chung là những cái chậu mẫu vừa rồi em lên những chậu mẫu cho mọi người có thể mường tượng được nhá, mường tượng được là cái giá thành nó sẽ như thế nào. Còn mọi người mua cụ thể thì em sẽ tùy từng chậu mà em sẽ phát ra giá. Đó, nhìn phê chưa này, thích mê luôn. Còn hàng cân nhá, hàng cân thì vẫn bán bình thường nhá. Hàng cân thì mọi người nghe giá hàng cân và giá hàng chậu thì nó khác nhau một trời một vực luôn. Đó, hàng cân và hàng chậu sẽ khác nhau một trời một vực luôn. Nói chung là em vẫn nhận bán hàng cân nhá mọi người nhá, bán hàng cân. Đó, các bác muốn mua rẻ tầm bao nhiêu tiền thì cứ alo em sẽ vẫn nhận đơn bình thường. Đó này, nở nó xinh thật sự luôn. Vào thật sự là không muốn ra luôn mọi người ạ. Đó. Nhà em thì ở thành phố Lào Cai nhá, nhà em gửi hàng toàn quốc đó. Như lúc đầu em nói là cái hàng cân thì nhà em có ship code và có bao ship, nhưng mà với những cái hàng chậu như thế này thì nhà em sẽ không bao cước mà nhà em gửi xe nhá mọi người nhá. Nhà em gửi xe em không bao cước đó. Những bác ở miền Bắc có thể thu tiền qua nhà xe thì em sẽ bảo các bác cọc và số tiền lại em sẽ thu qua nhà xe. Còn những bác mà nhà xe không nhận thu hộ thì phải chuyển khoản cho em 100% nhá mọi người nhá. Đó, cái mặt em đã như này rồi thì mọi người làm sao mà mọi người sợ em lừa lọc được. Đó, mọi người mua hàng thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em nhá. Số điện thoại này, Zalo này của em là 0978000833 nhá mọi người nhá. Đó, em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này của nhà em ạ.